Con người từ khi bắt đầu biết suy nghĩ và vô vàn câu hỏi đã hình thành. Có những câu hỏi có câu trả lời, cũng có những câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Trong cuộc đời đầy những dấu chấm than, một dấu hỏi mà có lẽ ai cũng có, đó là câu hỏi: ngày mai sẽ ra sao? Mai ta sẽ về đâu? Đối với những bậc thiền sư, những bậc giác ngộ thì câu hỏi cũng là lời đáp. Chỉ một thiền ngữ, một lời niệm Phật thì mai ta về đâu sẽ không còn là một câu hỏi nữa. Mai về đâu? Mai về đâu? Em hỏi tôi mai về đâu? Tiếng ai hỏi như gọi người bên khung cửa sổ, như lời pháp nhủ vọng về giữa đêm khuya. Tôi chợt tỉnh thấy mình trong cơn mộng, giữa cuộc đời thầm thầm hư. Mai về đâu? Chuông chùa vang vọng lại như lời pháp nhủ rót nhẹ vào hồn tôi. Tôi chợt tỉnh thấy mình trong xanh tử, nên vội vàng niệm Phật Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. Răng đầy lối như thầm báo đồng chìm đắm trong dương gian. Tôi chợt tỉnh thấy hoàng hôn hiện đến, nên vội vàng niệm Phật Nam Mô. Chợt tỉnh thấy mình trong xanh tươi.